Bình Phước, một phụ nữ người quấn nhiều lớp áo bốc cháy trong nhà tắm. Phát hiện nhiều phong bì tiền trong hành lý của thượng tướng giả. Sau đây là những thông tin nổi bật. Nước suối dâng cao chảy xiết, hơn 10 phụ nữ ở Nghệ An đã nắm tay nhau vượt suối để về nhà, nhưng hai người bị nước cuốn trôi. Mưa dông kéo dài, nhiều hecta lúa đồng bằng sông Cửu Long chìm trong nước. Khi đến phòng tắm công an huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, phát hiện thi thể một người phụ nữ quấn chặt bằng nhiều quần áo bị đốt cháy. Xung quanh nền nhà có nhiều vết máu, một số đồ dùng bị đốt cháy. Bước đầu công an nhận định có khả năng đây là vụ án mạng và đang lấy lời khai con trai nạn nhân để phục vụ điều tra. Qua kiểm tra hành lý của hai người đàn ông giả làm thượng tướng và đại tá, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi phát hiện nhiều phong bì chứa số tiền 197 triệu đồng và 3.800 đô la Mỹ. Hà Nội cháy cửa hàng rượu vang ở phố Trung Kính. Mỹ, hành khách bị phát hiện giấu 90 con ốc sên khổng lồ ở sân bay. Ngày mai, chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết hầu tòa.